Con chào cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay ở trong vườn con có một cái cây này, cây giả hạt nở. Cây này là con mua mua hàng hàng của Đài á, không biết hàng Đài hàng Thái gì, hồi lâu mua về chơi thôi. Tem của nó đây. Cây này là cây có tem luôn mà chinh hua này, giống như kiểu ở Trung Quốc nhỉ. Tên của nó là Đắc E. Đây, ở đây mình đọc cái này mình cũng có thể hiểu sơ sơ. Cái gen anomum này là tên tiếng Anh của cây giả hạt thì phải. Va semi là nói về cái sự đột biến. Album Đắc E là cái tên cây. Đắc E là mắt đen. Và hoa ra, khi nó ra thì nó ra hoa như thế này. Nó chỉ là tím đậm thôi chứ không phải là đen. Mà cái cây này nó đặc biệt cái là nó vừa ra cây, nó vừa ra hoa luôn. Đây. Này con chỉ mua về chơi nên trồng treo đại đó thì nó không được tốt lắm. Cây thì cắt mấy cành nó bị thúi ra xong để nó cũng lên đây. Chậu này sang năm được 4 đầu. 2, 4, 2, 5 đầu. Sang năm là có giò lớn rồi. Cái này nữa, cái này khi tàn hoa đi. Khi nó tàn hoa nó sẽ ra rễ này, ngắt cái đầu hoa đi là nó sẽ lên một cây mới. Cái này cái này không không chuẩn bị ra rễ mà chuẩn bị lên mầm gốc. Lên mầm gốc thì cái mầm kia nó ra rễ, mầm này chắc không ra nổi. Đây là cái mặt hoa Đắc E này cô chú. Mà cái mặt hoa này thì thấy nó giống giống như cái cây năm cánh trắng họng tím lai với lại cây năm cánh trắng họng hồng. Hai cây nó lai với nhau. Hai cây lai với nhau thì đợt con có nguyên một cái lô đó thì con không có. Mặt hoa nó là mặt hoa sổ thì nó đâu nó ra được cái cây mặt hoa khách gửi về con, cái mặt hoa Yikin không, mặt hoa này nè. Đó, một một trong những cây lai nó ra mặt hoa này, con thấy giống giống. Mà hoa này như kiểu hoa bói nên nó không có căng. Nó oành 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 oành, nó không có đẹp, chưa được đẹp lắm. Với lại đợt trước cô chú nào mà có lấy cái cây năm cánh trắng hồng mà hồng tím lai với cây năm cánh trắng hồng hồng của con á thì không biết nở hoa chưa. Con có một anh khách hai người gửi hoa về cho con, một người gửi về thì hoa như thế này, còn một người gửi về thì hoa trắng luôn, mà nó cũng là hoa nó chưa có căng á, chưa bói nên nó không có đẹp. Để con để cái mặt hoa đó đây cho cô chú xem nha, cái mặt hoa đó của cái anh đó anh lấy xong rồi nở ra mặt hoa trắng luôn, nhìn đã, nhìn cánh nó khá dày á, mà không biết khuôn của nó sau này ra nó có giống cây rừng không. Còn đây là đó, đó là cái mặt hoa hoa đó. Còn đây là cái cây Châu Như. Sắp tàn rồi. Trên có một cây vừa hoa, còn hoa dưới này thì rụng hết, con ngắt bớt, nó ra rồi con ngắt bớt. Hoa Châu Như đây, Châu Như thì cái nào nó cũng giống giống nào. Cánh nó khá là đẹp. Cánh nó bầu 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 bầu, lưỡi nó bẹt. Tùy cây, có cây bệt nhiều, cây bệt ít. Cây này cũng gọi là được thôi chứ không có đẹp lắm. Đây là mặt Châu Như. Hawaii tím. Đây là Hawaii, giả hạt Hawaii thì bữa chắc cô chú cũng thấy rồi. Đây, có hai cái nụ này. À, ba cái nụ này con trồng, cái này là hồi đợt con trồng bằng cái kỳ tí 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 trồng 4 2 3 năm rồi á, được vậy. Ngày xưa còn trồng đại cho mấy cái này chứ giờ chắc chả bao giờ ghép vào đây nữa đâu, khó bỏ phân lắm, cứ bỏ chậu rồi ăn vài viên phân nữa thì nó dễ. Còn đây cô chú thấy cây này là cây gì, cô chú có nhận ra không? Giống cây ta li không cô chú? Lá đây, dày cui, thân đây, hoa đây. Nhìn hoa cực kỳ đỉnh luôn, mắt đậm, cánh cứng, khuôn thì nói chung cũng được thôi chứ không có đẹp lắm. Được có cái thùy rất là gọn sạch,
thẳng đường không có bị lem. Còn cánh thì cái này nó mới bung lúc sáng thôi, chuẩn bị bay. Cái này chắc chắn ngày mai sẽ bay, bởi vì cánh nó dày mà nó khỏe kiểu này thì kiểu gì nó cũng bay hết. Cô chú để thấy cái cánh này nè, đó cái đầu đây này, cái cánh này chuẩn bị bay ra này. Còn bên này thì chưa, bên này còn đang ốp lại. Cái này là cái giả hạt lào của chú. Ở cái thân này thì nó có ra cái bông ở đây nữa mà nó không bị gì á, bị con ruồi nó ruồi vàng chích hay sao á, nó rụng được có con bông bên này à. Còn cái này là cùng một gốc nha cô chú. Cái này bữa chắc cô chú cũng biết rồi, con cũng có nói rồi. Còn đây là nụ nó, hoa tự nhiên không có kích gì luôn á. Cây cũng khá là mập. Thì bữa con cũng có chia sẻ với cô chú đó. Lào thì Lào chứ cũng giống như Việt Nam mình thôi, có vùng này vùng kia, có nhiều khi cái cây này được lấy từ cái vùng mà giống như khí hậu nó giống như ở Di Linh thì nó cũng ra xuân thôi. Cây này thực sự là nó có bông 2 năm rồi, năm ngoái nó cũng ra xuân nhưng mà sợ là chưa chính xác, bởi vì nó vừa đem về Việt Nam mình 2 năm thôi, năm ngoái ra xuân thì sợ nó chưa chính xác, để thêm năm nay nữa, năm nay thì nó ra xuân nốt luôn. Mà hoa cũng là khá. Giờ cây này mà đi bán bảo là cây ta ly hay là cây thác khói gì thì cũng ai mà biết được. Lại dạo này cũng có số một số cô chú anh chị hỏi con có cái mặt hoa, xong hỏi con hoa này vùng nào. Ồ, con nói thiệt sao mà nhận ra được. Nên chơi vùng miền, chơi vùng miền giờ cứ mua vùng miền về chơi vậy, chứ tới lúc sổ hoa ra còn chính bản thân mình, chính cái người mua đó còn không nhận ra, không biết được nó là vùng nào, vậy chạy theo vùng miền làm gì. Đây vùng Lào đây, che vào đâu được, thân lá tới hoa. Thích nhất là cái mắt mai mà cánh nó căng lên nữa thì đẹp lắm luôn á. Với lại cái thùy cái giữa hai cái mắt là một cái đường nó chạy thẳng vô mà nó gọn, nó không bị lem như một số bông khác. Ví dụ như một số bông này mình coi nó sẽ bị nó cái đường vô trong này của chú nè, cái thùy của nó cứ lem á. Châu Như thì không nói rồi, Châu Như thì nó lai đãi thả ở cây khỉ nào nó cũng lem hết, nào nó cũng bệt hết. Dạ đó, đó là một số mặt bông nó đang nở trong vườn con chia sẻ với cô chú. Ở đây có cái bụi mà mũi hồng nữa, đang có nụ xuân luôn. Này hồi mua cũng kêu giá hạt trắng đây, mua về chơi. Đây là một thể loại giá hạt học phí. Giờ nó ra nụ này thì chẳng thấy khỉ nào được. Thích nhất bụi này. Này mà nó sớm tí nữa thì nó kịp Tết. Giờ thì trễ mất rồi. Còn cái này thì có một bông thì chơi bời gì. Biết cái mặt hoa thôi. Biết là nó ra xuân thôi. Để ngày mai nó căng lên thì con sẽ chụp hình, con đăng lên trên cái bài của con trên YouTube cho cô chú cùng ngắm nó nha. Nó căng lên thì đẹp. Chán quá. Lưa thưa, cái này Châu Như. Mắt bốn hoa luôn cô chú. Cái này là cây nhô Châu Như bệt. Siêu bệt. Cái này thì vạ may là Tết nó có bông chơi nhưng mà tí vậy chơi cũng gì. Chán. Ít quá. Hết rồi. Có ngoài kia có bụi Hawaii nữa thôi. Bụi gì lên xuân thì cũng trễ rồi. Bụi này thì nó không ra hoa mà nó chơi nó ra kỳ. Ra hai kỳ rồi chả thấy hoa hết.
Toàn mấy bụi nhỏ nhỏ không à. Còn cái bụi lớn ngoài kia thì nó trễ mất rồi. Bây giờ nó mới hơi sưng sưng lên. Nói chung năm nay, Tết năm nay là không có gì đặc biệt luôn á. Không có cái hoa gì mà chơi hết. Có bụi đại thảo thì clip trước cô chú thấy rồi đó. Giờ còn đang đi đọt thì thôi chứ. Cái thì đi đọt, cái thì ra hoa. Các mỗi bầu rụng là khắp vườn, chỗ nào cũng có. Bầu rụng thì nó cũng có hai màu đó thôi, nhưng mà đậm lợt khác nhau. Cái thì trắng ít hơn, đỏ hơn, à, màu đỏ nhiều hơn. Cái thì trắng nhiều, nói chung là nó cứ pha màu như vậy. Còn cái này là bông kim tuyến. Ba cái loại này bông rí 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 trái luôn rồi. Có trái luôn nè. Tự nó thụ tinh, tự nó làm trái luôn á. Trái kim tuyến. Ồ, có cái trái dài này nó bắn hạt đi tùm lum hết rồi. Ồ, cái này nó nếu mà gặp điều kiện thuận lợi chắc nó sẽ mọc trong vườn vài ba cây á. Phải ẩm mà chỗ nào có rêu rong này nọ, rễ lan này nọ thì nó dễ mọc hơn. Kim tuyến. Mấy cái bông tí 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 này. Dạ thôi, vậy thì có vài ba bông vậy thôi. Không có nhiều. Đây có một cái bông nữa. Siêu kiến luôn. Cái này là bông của cái cây dendro mini lá biên đó coi chú. Con mua mấy chậu về con trồng thành nguyên một chậu lớn này. Giờ xuống lá từ lấy hết rồi. Sang năm vài bữa nữa nó sẽ mọc lên tốt thì nó ra hoa hết một lần thì cũng khá là đẹp, cũng không đến nỗi này mà lúc nó còn hoa mà nó còn cả lá luôn thì nhìn rất là hay, chủ yếu là cái lá của nó. Được rồi, con xin chào cô chú ạ.